Rồi em chào toàn thể quý anh em gần xa nha. Một tay. Em còn một mớ, em xúc với anh em phát nó cho hết luôn nha anh em. Thì cái video này là cái video cuối video này em bán giá kiểu như giá vừa giống như giá chừng nữa em về nhà gì đó cho anh em chơi. Nói chung ai nói gì nói, kiểu như em ở đây em kinh doanh mua bán online mà em phải chịu chấp nhận của dư luận thôi. Người ta nói tùm lum, nói này nói bán thì bán đi gì bày đặt sale siết gì, em nói thẳng em cũng không có trả có nói sale siết giảm giá con bà nó gì đâu. Nói chung cũng không có đáng bao nhiêu tiền. Tại muốn bán cho nó nhẹ rồi đặng em vận chuyển nhẹ thôi. Địa điểm em về nhà thì em sẽ báo với anh em sau. Cảm ơn anh em trong thời gian vừa qua luôn ủng hộ cho em. Đó. Thì những phụ tùng này em bài ra hết rồi. Bây giờ em chỉ báo giá thôi. Anh em xem được cái nào thì mình lấy. Giá chắc chắn sẽ tốt hơn ngày thường nha. Em hứa với anh em luôn, giá chắc chắn sẽ tốt hơn ngày thường. Rồi, bây giờ em cũng báo giá luôn. Mong sao là em về nơi làm việc mới nó sẽ tốt hơn và thành công hơn nha anh em. Chúc anh em sức khỏe nhiều. Vô luôn nha. Rồi. Ở đây em có bộ cam cò zin, cam cò quay A. Nhưng mà nói chung á, cam cò này mình báo với anh em luôn, cam cò này nó có sọc nhẹ nè. Đây nè. Mình nói chung mình bán đồ tình thiệt. Cái này là mình vứt ra đó, đáng lý là mình không có bán đâu đó. Thì cái này á, anh em về mài lại, mài lại vô xe cài xe bự ok. Cam cò này cam cò zin. Xin lỗi anh em nha, này không phải quay A nha. Cam cò này 110 nha anh em, lộn mép mỏng nè. Cam cò 110 mép mỏng nha anh em, chứ không phải quay A nha. Đó, thì cò xăng cò lửa thì em thấy còn ok nè, chưa đến nổi tệ. Cò xăng cò lửa thì cò chưa mài nha anh em, cò chưa có mài lần nào. Cò xăng cò lửa còn ok. Đó, nói chung là nó lột cam thôi, nó cháy cam thôi. Nó sọc cam, còn cò là còn đẹp nè. Cặp cò là còn đẹp, đúng cò 110 mép mỏng nè. Đó, ok ha. Rồi. Bộ cam cò, bốn ốc đầu bò, ở đâu là cái S3 cái S với nguyên cái mâm ốc máy luôn. Nguyên cái mâm ốc máy 110 luôn. 110 nha, không phải quay A alpha nha, em báo anh em cho nó rõ nha. Đó. Luôn cái thêm cái nắp này nữa. Nắp này cũng 110 luôn anh em, nắp tròn 110 luôn. Bây giờ thị trường hai miếng nắp tròn nên anh em đi mua không bao giờ dưới giá 200.000 nếu nắp tròn đẹp trắng vậy nè. Mình bán hết cho anh em đống này luôn. Giá là chỉ có coi hai miếng nắp tròn, quên bỏ ốc máy luôn bộ cam cò này. Nói chung là cây cam này nó lỗi cây cam này, cái cam nó hơi sọc xíu, anh em về anh em mài nhẹ là vuốt nhẹ nó lại. Còn cò này còn ok lắm, khỏi cần làm nha. Mình nói chung mình vừa bán mình vừa tư vấn cho anh em luôn. 170.000. Một đống này luôn 170.000. Hai cái nắp chặn nhớt là đủ tiền rồi. Rồi tiếp theo. Rồi, sạc quay A chỉ còn bao nhiêu đây thôi, để mình đếm số lượng thôi. Hứa anh em giá tốt cho anh em 2 4 6 8 12 14 16 18 20 22 cục sạc. 1 triệu đồng. 22 cục sạc giá 1 triệu đồng. Tương ứng với một cục nó chưa tới 50.000. Mình bán cái này là bán 100 cục lận mà mình bán sạch rồi đó. 100 cục lận đó mà mình bán còn có 22 cục cuối cùng. Mình ba vừa bán vừa chỉ ăn anh em chơi. Tại mình dọn về cái một cái môi trường mới, chắc chắn hứa với anh em nó sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn. Mình bán cho anh em. Hôm kia nhậu, rồi hôm qua tối hôm qua nhậu, bữa nay nhậu nữa, tạm biệt những anh em ở bên bu cục nữa. Đó. 22 cục sạc giá 1 triệu đồng, một cục chưa đến 50.000. Zin hết nha, quay A, quen pha bao sống bao xài cho anh em. 1 triệu đồng, bán solo luôn. Anh em mua lẻ 60.000 một cục nha. Rồi tiếp theo, đây mình còn hai bộ bù gông, một bộ quen pha nhỏ, một bộ quay A, một bộ quay A, một bộ quen pha nhỏ. Hai bộ bù gông ốc đầu long đền đầy đủ. Hai bộ này mình bán cho anh em dưới giá là 180.000. Rồi tiếp theo, cái đầu lòng quen pha giờ mình xé lẻ ra sẵn, mình kiểm tra cam cò cho anh em. Bây giờ mình sẽ báo giá bán lẻ cho anh em. Lòng quen pha lóc trắng 204, bao anh em lòng đẹp, không sọc không xước, tình trạng ít tăng đa, bao không ra khói. Nhưng mà mình nói với anh em á, mấy cái đời xe đời thấp này tốt nhất anh em thay bạc nhớt đi, còn kỹ nữa thay cả bộ đó. Cái lòng này á mình bán cho anh em lòng ít tăng đa nha, lòng anh pha lóc trắng 204. Anh em về muốn vô xe độ xe đôn gì tùy anh em, lòng bao anh em không có sọc xước gì nha, lòng zin. Nói chung là lòng đẹp đó, không sọc không xước không gì hết trơn á. Để mình quẹt cái này cho anh em coi mặt giỏng lòng.
lồng zin đẹp nha anh em, không có sọc xước gì trơn á. Cái lồng này mình bán cho anh em giá là 750 ngàn. Bộ cam cò, bộ cam cò bao anh em cực kỳ đẹp luôn. Cam cò này quen pha lóc trắng nè. Rồi, bộ cam cò là anh em xem nè, gói chưa mòn chưa khuyết, không sọc không xước gì luôn nha anh em, không sọc không xước gì luôn. Cam cò cực kỳ đẹp đó, có số này nha anh em, gói không có mòn, không có xước, không có sọc, không có bị cháy cam gì luôn nha. Quen pha đời 204 đẹp. Cò, cặp cò là nói chung là siêu luôn, siêu whip. Cặp cò phải nói là siêu whip. Nói chung con cò lửa 10 con là nó giận giữa lũ 10, nhưng mà cặp cò này bao anh em luôn. Anh em nhìn thấy giận nhưng mà gờ chưa giận tay luôn, chưa mài luôn nha anh em. Cò lửa nó ăn có mặt, còn con cò săn là thôi thôi. Con cò săn này hạng hạng whip luôn. Đây nè, mình nói luôn nè, sẵn đây mình nói luôn, anh pha lóc trắng lóc đen xài chung 110 nè, mép cò mỏng nè. Đó. Ok chuẩn ha. Bộ cam cò này mình bán cho anh em bằng với giá quay A thôi, 600 ngàn. Bằng với giá cam cò quay A thôi. Còn cái vỏ đầu quay alpha lóc trắng 204 này, mình mới gỡ cam cò ra nè. Tình trạng là xúc bắp zin nè, FM F6 nè. F6 nè, FM nè, chân bugi zin nè. Mặt nhôm mới gớt đẹp nè, không sọc, không xước, không chạy nè. Đó, đầu lòng ở tăng đa mình gã ra mà. Sẵn mình kiểm tra cho anh em luôn. Mất một bù sông cổ bô nha, mất một bù sông cổ bô, nhưng mà găng là găng zin, không gian. Không lỗi lầm. Đó. Co xăng mới gớt lần đầu, còn gon zin còn miếng phíp luôn. HQN-8. Đúng alpha là GB6 nè, nó đóng cái mã giống như là thằng phu 1 vậy đó. Đó. Cái vỏ đầu này mình bán cho anh em là 750 ngàn thôi, bằng quay A thôi. Rồi. Tiếp theo. Cái dên chăm hôm qua, cái bộ dên lóc 110 á, mình gã cái lóc mình trao cho khách rồi, mình còn cái dên, nhưng mà cái dên này mình quay cho ông anh mình coi lại thôi. Cái dên này tí mình giao cho ông anh mình nè. Cái dên này cọp dữ lắm, dên 99. Đó. Tí anh em giao cho ông anh luôn. Rồi, cái đầu lòng cái đầu lòng quen pha quay A quay Thái 110 đời 99 hôm qua nè, mình chẻ ra mình giao cái lòng cho ổng chung với cây dên này nè. Bây giờ mình còn cái đầu. Cái đầu này thì anh em khỏi chê. Nắp cò số 8 trên dưới nè. Đầu ET4. Xúc bắp một cây N5 nè, đời 99, một cây N5, một cây F6 nằm dưới nữa, nó bích khối à. Thấy không? Mình gỡ miếng phíp này ra thử. Khó mở rồi quay. Nè, zin đét nè. Chưa có dấu keo, dấu mài, dấu cạo gì hết nha. Đó. Đi nhất đẹp luôn nè. Gách miếng gòn rồi nè. Đi nhất đẹp luôn nè anh em thấy không? Ừ. Nè, nắp tròn nè. Đúng 99 nè thấy không? Bông mài 99 nè. Lập vô. Cái đầu bò này đang cực kỳ ngon anh em, đầu 99. Cái đầu bò này bây giờ mình bán anh em giá, tại vì cái lồng mình bán cho anh em, ông anh giá 3 triệu rưỡi rồi. Còn cái đầu bò này mình bán cho anh em giá 3 triệu rưỡi luôn, co xăng. Anh em chơi thì hú mình. Co xăng 99 theo xe luôn nha. Anh em không lấy co xăng trừ lại 200 ngàn. Mình bán anh em 3 triệu rưỡi. Nắp cò số 8 trên dưới luôn. Bao anh em là nguyên zin mới gớt lần đầu. Chưa có đụng chạm gì hết nha anh em. Nguyên zin mới gớt lần đầu. Không có lỗi lầm gì hết á, nói chung anh em về gáp là xài thôi. Mình bán anh em giá 3 triệu rưỡi. Đây mình còn cái bình xăng con quay Thái 110 đời 99. 7CAAH17. Bình này tình trạng nói chung là nó khá thôi, chứ nó không có được đẹp nha. Lò xo có bị cắt nha anh em, có sao báo vậy. Cháy ga tình trạng cũng khá đẹp thôi, chứ không có cọp đâu. Được cái đót nó đẹp nha. Cái đó có đẹp, dưới đây nó có phớt hơi sáng chút xíu, nó sáng một xíu thôi, chứ chưa đến nỗi tệ. Nói chung cái bình này mình bán rẻ cho anh em, nguyên nhân là cái lò xo nó bị cắt, nói gì đi cho nó nét. Phớt xíu thôi, chứ chưa có mà đến nỗi mà trắng vô tới thịt nha. Đó, bên đây còn đẹp, còn ngoài là ngoài ra cháy ga đen mung. Cái bình xăng con này mình bán cho anh em giá là 850 ngàn thôi. Đó. Ông anh không tính lấy mà thôi, mình nói để nữa mình kiếm bình cọp cọp cho ông. Ông Toàn á, ông Toàn ngáo. Rồi tiếp theo. Đây mình còn cái bô e quay Thái 110 đời 99 luôn, chung với cái bình xăng con này nè. Đó. Bô e này bình thường mình bán 450, bữa nay mình bán cho anh em 400 ngàn thôi. Đúng cái FLF 110 nha, 400 ngàn thôi, không có lỗi lầm. Về anh em nhớ thay lọc gió nha. Mình đây mình bán mình chỉ bao anh em đúng đồ thôi, lọc gió mình không biết tình trạng ha. Đó, báo gõ luôn.
xá xị quay thái 110 đời 99, bữa nay mình tính anh em giá 350 ngàn thôi, chứ bình thường xá xị thì mình bán cũng 400. Đẹp nha. Rồi. Rồi, dây điện sườn quay 110 thái, không đứt nói, hàng tháo xe đẹp. Bữa hổm mình kêu giá 800, bữa nay mình bán anh em giá 700 nè. 700 này bán không được mình cắt luôn. Không bán nữa để dành thay thế. Nói chung là mình bao anh em là cực kỳ đẹp, không có lỗi lầm gì chân. Dây chưa quấn băng keo luôn, xì tóp chân theo xe còn luôn, không có đứt nói một dắt nào luôn. Cọc bình, cọc cái cầu chì là chưa quấn lại luôn. Hai cọc bình là còn cực kỳ đẹp luôn, chưa có bị mòn oxy quá, chưa bị mất thịt gì hết. Hai cọc bình còn cực kỳ đẹp luôn, không có đứt nói một dắt nào nha. 700 ngàn. Rồi, ở đây mình còn hai bộ số 110 nè. Hai bộ này số cặp không à, bộ này, hai bộ này là đều là đời 99 hết ha. Hai bộ này đều là đời 99 hết. Nói chung mấy cái số này mình chừa lại đó, mình tuyển mình chừa lại đó để mình bán sau cùng. Nhưng mà mình dọn, giờ mình dọn nhà rồi. Cái bộ này nè mình bán cho anh em không có cốt đạp cốt số, không có báo số. Bộ này mình bán cho anh em giá rẻ thôi. Bộ này mình bán cho anh em giá là cây, mình bán cho anh em giá 1 triệu 1 triệu tư thôi đó. Bộ này mình bán cho anh em giá 1 triệu tư thôi, còn bộ này mình bán anh em giá 1 triệu 7. Bộ này là siêu cọp luôn đó. Mình cho anh em coi số, mình cam kết với anh em không nhăm một găng, mình đã vệ sinh rồi. Cái bộ này là số nói thẳng với anh em luôn, anh em coi số 2 là lông mèo là như mới luôn nha, lông mèo đen mung luôn nè đó, kinh khủng không. Lông mèo là mình nói anh em đen mung luôn, không nhăm, không gỗ, không khuyết một găng đó. Mình quay ban ngày, ai nói gì nói, ở đây mình vẫn bán hàng kiếm tiền lo cho gia đình và cuộc sống, đâu có ai nuôi mình đâu, cho nên miệng thiên hạ mình chả che được. Đấy, mình cứ đăng bài lên, anh em mua được thì mua thôi, chứ mắc mớ gì anh em comment độc mồm độc miệng chi, phải không? Mình đâu có bắt ép anh em mua, mà ép cũng không được nữa, tại tiền trong túi anh em mà, hàng hàng của mình. Ok, chuẩn chưa? Chuẩn quá không? Đấy, anh em vô mà tự đánh giá. Đấy. Đấy. Số 4 mình bao anh em là không một dấu chạy luôn nha. Cực kỳ đẹp, không lỗi lầm. Dướng cái tay. Cực kỳ đẹp, không một lỗi lầm nha. Đấy. Mấy số này số mình dành lại bán sau không mà anh em biết. Cốt tải đẹp 97%. Rất là đẹp nha anh em. Đó, mình rửa sạch sẽ chân. Anh em về chỉ gáp thôi. Mấy bộ này mình đã rửa sạch sẽ chân, mình cam kết với anh em là không nhăm không gỗ một găng nào. Đây là mặt bên cực đẹp. Bộ này mình bán anh em giá 1 triệu tư thôi. Không có cốt đạp cốt số nha, chỉ có bộ số gì y chang như video vậy nè. Đấy, giá 1 triệu tư thôi. Còn bộ này giá 1 triệu 7 là full cốt đạp cốt số báo số. Anh em nhìn cốt đạp cốt số nè, 110 mà cỡ này nè. Đấy, nha. Mới hôm qua mình bán một bộ 1 triệu 8 rồi. Bộ đó cũng cọp dữ lắm. Nè, mấy bộ này toàn là số mình tuyển không à. Bởi vì anh em xem nó đang mung mà. Lông mèo nó còn đang mung anh em. Chưa có nhăm, có khuyết, có gỗ gì hết trơn á. Đấy anh em xem. Số 2. Lông mèo còn đang mung, không có nhăm gỗ một găng nào hết trơn. Dùng ba cái số nhăm nhăm đó mình vứt nó thẳng với anh em luôn, bán rẻ bỏ vài trăm ngàn. Cực kỳ đẹp nha, bộ này giá 1 triệu 7 nha anh em, full bộ. Nó thẳng với anh em, bình thường mình bán mấy bộ này 2 triệu một bộ không á. Mới hôm qua mình bán bộ 1 triệu 8 đó. Đó, tại mình muốn bán thanh lý nhanh cho anh em để mình dọn nhà cho nó khỏe. Đó. Cái gì vậy? Hàng gì mà bự dữ vậy? Áo. Mở ra coi. Áo. Áo gì trời? Ai gửi mày? Áo. Áo gì ta? Mở ra coi. Mày mà nói gì hậu 5 triệu nữa. 5 triệu gì? Cái bộ áo này đúng rồi, người ta gửi lại nhờ bán á.
đẹp kinh khủng nha anh em. Bộ này phải nói cây cốt tải nó 99%, chưa ngấn, chưa liếm, chưa gì luôn. Mình thấy là bữa mình coi là chưa có dấu nám phót luôn á. Bộ này là chưa có dấu nám phót luôn á. Nói chung mình bao tất tần tật cho anh em lên xe. Bộ này mình bán giá 1,7 triệu, full cốt đạp, cốt số, báo số. Rồi tiếp theo, cây cốt đạp trăm mừ ở đây mình đợt rồi mình có mua thêm mà quên bán. Cốt đạp trăm mừ bữa nay mình bán cho anh em một cây như vậy là 70 ngàn. Anh em gom số lượng hết đi, mình tính anh em hết cái này. Anh em nếu mà lấy hết cái đống này luôn á, mình đếm cây tính anh em 60 ngàn cây cho nó lẹ. Cốt đạp trăm mừ không có cây nào găng xấu đâu anh em yên tâm. Còn nguyên cái đống này, nguyên cái đống này bao gồm là hai cây cốt, hai con tán, hai cục canh của quay trăm mừ Thái đời 99. Một cây cần số, một cây cần thắng, của này là cần thắng alpha 150 ngàn. Còn được một củ đề quay A hàng đẹp luôn, đắt 216 luôn nha, chưa thay than, chưa bung chạm luôn, đắt 216 luôn, chưa thay than, chưa bung chạm luôn. Bán nhanh lẹ cho anh em 350 ngàn, anh em về gáp là bụp, khỏi suy nghĩ. Còn một cái thùng xăng phu cho một, thùng xăng phu cho một. Thùng xăng này tình trạng là nói chung là sơn xi dinh, nhưng mà mình nói thẳng với anh em là xấu. Ở dưới này có hàng nha, dưới này người ta có hàng đắp nha anh em nè, 150 ngàn. Đó, bao xài. Còn nguyên cái khúc sườn trên của phu chờ một, nguyên cái khúc sườn trên nó phu một, anh em mua về tháp cái này vô cái mấy cái sườn alpha để lên quay trăm mười cũng được. Bán anh em nguyên vậy luôn, luôn kèn luôn ốc nạ, bách nạ, gâu gì tè lai hộc nghe nè, gâu luôn nè. Đó, đó, cái gâu này xài được cho trăm mười nè, nguyên cái khúc này luôn. Bán cho anh em giá là 280 ngàn. Cái gấp alpha 205, bữa hôm cặt ta bán rồi, alpha 205 bao không một lũng, sơn zin mặt tiền đẹp á. Gấp này sơn zin mặt tiền đẹp, chưa vệ sinh, sơn zin mặt tiền đẹp, chưa vệ sinh nha anh em. Mình bao anh em là không một lũng nha. Ở đây nó bị đá sơn nó xét là bình thường, nhưng mà không một lũng nha. Cái gấp này mình bán cho anh em giá 280 ngàn luôn. Rồi, video mình nhanh lẹ kết thúc tại đây. Chào anh em nha.